Là trời, nguyên con Samsung A20s bị bể màn hình nát bét luôn anh em ơi. đây lại có chị khách dễ thương ghé mình thay màn hình. Tình trạng máy hư khá là nặng, chị khách mình dùng máy bị bể làm sập màn hình, ý y nghĩ còn xài được nên đau đem đi kiểm tra. Đến khi em nó bị lem mực thì như anh em đã thấy, Quá trình thay màn hình không có gì phức tạp vì các màn hình kết nối với men sau mặt lưng nên anh em kỹ thuật mình sẽ tiến hành tháo mặt lưng ra trước hai anh em hơn. Tiếp theo anh em mình sẽ tháo hết linh kiện nằm trên khung sườn máy và dùng dung dịch tách màn hình trước ra ha. Trong lúc sửa điện thoại thì anh em mình cũng trò chuyện với chị khách. Chị kêu đó giờ xài máy thôi chứ không biết mấy cái công nghệ hư hỏng sao lắm nên lúc bị bể cứ nghĩ là còn xài được. Mà con Samsung này xài bền nữa nó bị rớt nhiều lần rồi mà chị thấy không sao hết. Anh em mình cũng tư vấn nhiệt tình cho chị đôi khi thấy máy ngồi không sao nhưng những linh kiện bên trong máy đã bị va chạm đáng kể xài lâu nó sẽ bị hư hỏng như này nè chị nên chị mình xài điện thoại nhớ chú ý bảo quản tốt hơn nhé